Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn buổi sáng tràn đầy năng lượng, hạnh phúc, vui vẻ nha. Hôm nay buổi sáng này mình và ông xã chuẩn bị đi qua bên Bom Rì, bởi vì hôm nay mình rảnh á, thì tụi mình đi qua bên đó để ăn sáng. Nhưng mà trên đường đi á, các bạn nhìn thấy không? Trắng xóa luôn, sương mù quá trời luôn, không biết sao đây. Ông xã mình nói đó, ông xã mình cũng chưa từng thấy mà cái sương mù nó dày đặc như vậy nữa. Mọi người thấy không? Trắng xóa luôn kìa. Ông xã mình cũng đi làm mỗi buổi sáng, nó cũng có sương mù nhưng mà đâu có dày đặc như vậy. Bây giờ làm như là khí hậu nó làm sao đó mọi người ơi. Cho nên mình và ông xã quyết định hoành về, không đi qua bên đó. Mặc dù ở bên đây mình đi qua bên đó thì nó chỉ có mất 10 phút thôi, nhưng mà trên cái đoạn đường mình đi nó xấu quá. Cái thời tiết như vậy thì nó không thể nào mà mình lái xe cho an toàn được. Thành thử cho nên ông xã mình hoành về. Các bạn biết không, hiện tại bây giờ là gần 7 giờ sáng mà sương mù nó vẫn dày đặc như vậy nè. Cho nên mình và ông xã không có tiếp tục đi nữa là đúng rồi. Sẵn đây rồi Phương cũng quay cho các bạn thấy được cái nơi Phương ở, nó có sương mù dày đặc. Mọi người thấy không? Đây nè, trắng xóa luôn, khó quá. Trời bây giờ là đang mùa thu, sắp sửa sang đông rồi đó các bạn. Cho nên lúc này buổi sáng lạnh, thỉnh thoảng nó cũng lạnh đó. Phương cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Phương. Và Phương và ông xã xin chúc tất cả các bạn một buổi sáng hạnh phúc, vui vẻ, tràn đầy năng lượng cho một ngày mới. Và nếu như các bạn có thích kênh thì hãy đăng ký ủng hộ mình ha. Bây giờ thì xin tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.